Xe Đức Huy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị đang có mặt ở vườn anh Thành Quốc Toàn. Lại một cái cú bắt tay nữa rồi. Chị Cú ơi, anh đâu đấy? Đấy, lỗ một tiếng Việt ở đây anh em nào có ý định thì vừa đi công khai thế nào anh ơi, công khai giá là 1 tỷ 250 triệu. À, 1 tỷ 250 triệu. Bạn nào có bản lĩnh thì vào đây gặp tôi. Nhau vào. Công khai rồi. Ông nào có bản lĩnh vào đây bắt tay. 1 tỷ 250 triệu. Người rời Thành Quân Toàn nói bằng hai chữ 1 tỷ, đúng không? 250 triệu. Em đợi quý nhân này. Không lớn lên chuẩn. 1 tỷ 250 triệu công khai luôn. Anh nhỉ? Anh Nam Lê đây. Thôi bây giờ như này, tôi xin phép anh em nhá, là bắt đầu là mình đã công khai rồi. Nhưng mà chưa thấy ai đồng tính gì. Có ai mua không? Hỏi trước là có ai mua không? Ai mua không để trước. Anh thích hỏi em luôn. Thôi nhá. Nhưng còn được chưa? Có một đối tượng chưa? Anh Đại ơi. Anh Đại ơi, đang bàn tí anh ơi, 2 giây. Anh ơi, từ từ một tí. Từ để đăng. Đang họp. Chờ đợi một chút. Một chút thì khả năng có giao dịch. Cứ mắng tôi như đúng rồi, xong bây giờ ra đây để đứng chờ. Chào mày. Đây đây thấy chưa? Hay là vào đây đi. Mỗi người ngửi tí thôi. Anh ngửi thế là nhiều rồi. Anh phải là đồ quý phải chia sẻ cho anh em. Anh Thành khác gì đồ quý không? Bạn Thành rồi dễ lắm. Nói chung là sau triển lãm này thì hãy chờ đợi. Bạn mà bạn Hân luôn. Nếu mà không phải là bạn là không chơi nhau nữa. Bây giờ như này nhá. Anh ơi, lại với lại ông gì nhỉ? Cúc, bài bà Cúc. Bà Cúc đã thảo luận xong chưa? Có xong hay không? Chúng đi hết. Cảm ơn. Huy ạ. Sát thủ ấy, sát thủ hỏi. Cảm ơn. Bây giờ là cây này là đến giờ phút này là em cũng tuyên bố rằng hết thời gian giao dịch. Và xin lỗi anh Tinh một tí đúng không? Để em mời anh Nam Lê vào là anh Nam Lê có. Em muốn nhờ anh Nam Lê nhân tiện trước mặt anh em ở đây giúp em thêm để mua. Thật ra mua cây này về là cũng phải nói với anh em là anh Nam định hình luôn. Và đến bây giờ hôm nay thì em học trò của anh Nam cũng định hình lại một chút thêm như này rồi. Bây giờ em cũng mong anh giúp em thêm một tí nữa để em biến lấy một phần nữa. Thôi rồi. Em muốn dừng lại để là thật ra em muốn tác phẩm này rất là nhiều tiền và em rất tâm huyết với nó. Em muốn nhường cho người bạn, 12 người bạn, nhưng mà bây giờ thật sự là thôi. Em xin mọi người một tí cho em giữ lại tác phẩm này. Ok. Thế bây giờ anh sẽ nói với anh nghe này. Đây có bạn Tinh là bạn của anh. Và nói với anh em này. Đây là một món vui rất là quý, nó nằm trong cái tư duy thiết kế của Nam. Và Nam nói với em Thành một câu là nếu em Thành còn giữ thì Nam hứa sẽ xây dựng cho em Thành thành tác phẩm lớn. Được chưa? Thế thì thôi, em cũng lại qua truyền hình, em xin lỗi bạn Cúc này. Không bán nữa. Xin lỗi Cúc này, xin lỗi anh Triệu, bạn Đại, anh Đại là em giữ lại tác phẩm này. Thưa quý vị, Bò Sát Đức Huy xin chào quý vị. Anh em đang ở vườn của anh Thành, còn rất đông quý vị nhé. Bò Sát Đức Huy sẽ xin phép quý vị được ra về trước. Xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.